mời đội trưởng hai đội. Ok, anh em chỉ ăn tiền tư rồi. Ba nè, ba có sơi lắm. Sau trận tranh giải ba của nam là trận tranh giải ba của nữ, giữa hai đội tuyển nữ, nữ Phú Quý gặp nữ Văn Hóa một. Hai đội về làm thủ tục. Như vậy sau khi làm thủ tục bác thăm đội tuyển xóm giếng đặt sân B, thi đấu trên sân B trận tranh ba, vâng, hai đội đang làm thủ tục bắt tay nhau rất là hiếu hảo và đoàn kết, thể hiện tính tận play trong thể thao và có những cầu thủ lại cẩn thận bắt tay cả trong cảnh chính. Kiểm tra nhân sự, giám viên. Sân A đổ, sân B đổ. Hai đội 5 giây về tư thế chuẩn bị. Đây là trận tranh giải ba. Toàn Diễn đã vào trận rất tự mừng. Tuy rằng giải 3 nhưng có thắng hay thua cũng vẫn có 5 năm rồi, yên tâm. Chỉnh chốt. Hiệp hai chuẩn bị sẵn sàng kéo đâu. Rồi, rồi lại về phòng dưới đây. Rồi lại phòng dưới tiếp theo. Một, hai, phòng dưới tiếp theo. Rồi, 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 phòng dưới tiếp theo. Nửa phần nửa, được một mét. Được nửa phần được rồi. Đúng là xứng đáng được giải ba. Và mời cả hai đội đến nhận phần thưởng. Mỗi đội 500 thưởng nóng. Mời đội trưởng hai đội. Chưa trao giải đâu nhưng có thưởng nóng.
Và thắng ngày thua đều được thưởng nóng mỗi đội 500. Và như thế là trong mặt tôi đã có ông Hiệu Hằng đã thưởng dù thắng thua đều thưởng cho 500.000 đồng đủ tiền nước. Chào mừng kiểu. Và nhất trang.